Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì xin thưa với các bác một cái tin tức có thể rằng là nhiều bạn trẻ 9X hoặc là Gen Z sẽ không biết tới người này. Không biết tới người này, đó chính là Trần Huỳnh Duy Thức. Đây là một cái bức chân dung của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Và đối với mỗi người thuộc thế hệ 8X chúng tôi á, khi mà bắt đầu tham gia vào internet hay rằng là về công nghệ thông tin thì gần như không ai không biết tới Trần Huỳnh Duy Thức. Không ai không biết tới Trần Huỳnh Duy Thức. Các bác bây giờ thì chỉ biết tới, như bạn trẻ bây giờ ấy, thì nhiều chỉ biết tới rằng là FPT, là Viettel, thậm chí là Tử Quảng, Tư Tăng Quảng Nổ, hay rằng là một số người khác. Tuy nhiên Trần Huỳnh Duy Thức mới là cái tên đầu tiên, và có thể nói rằng là rất nhiều người bạn trẻ thời đó, những thế hệ sinh viên thì đều thần tượng Trần Huỳnh Duy Thức, một con người rất trẻ nhưng mà có thể nói rằng là cái sức sáng tạo hay rằng là những cái gì mà anh làm được nó vượt xa so với trí tưởng tượng đó. Có thể nói công ty One Connections của Trần Huỳnh Duy Thức là công ty thậm chí còn đi trước cả Yahoo, cả Facebook và cả một số công ty thời bấy giờ. Và nhiều khi có nhiều người tưởng tượng lại rằng là nếu như mà Trần Huỳnh Duy Thức đợt đó không bị bắt mà được tạo điều kiện để mà phát triển công ty thì chúng ta đã có một công ty toàn cầu về công nghệ thông tin, có thể đàng hoàng sánh vai với những ông lớn công nghệ thông tin trên ông lớn công nghệ trên cả thế giới. Có thể sẽ không bằng Microsoft hay rằng Apple hay Facebook vân vân, nhưng mà cũng phải là top 10, top 20 trên thế giới. Và đó là một cái điều mà rất nhiều người thế hệ 8X chúng tôi tiếc nuối, bởi vì Trần Huỳnh Duy Thức đã bị bắt và phải thụ một cái án giam là 16 năm. Thông tin mới nhất, trước thềm Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuẩn bị đi thăm Hoa Kỳ và Cuba thì Trần Huỳnh Duy Thức tối ngày hôm qua thì đã được thả. Tôi về rất muộn. Hôm qua thì tôi buổi chiều lúc 3-4 giờ thì còn đang ở trên 3 giờ thì còn đang ở trên Y Tý, A Lũ Y Tý. Thế nhưng mà 11 giờ rưỡi đêm ngày hôm qua thì tôi đã có mặt tại Hà Nội rồi. Và khi về nhà tắm rửa và sau đó giở điện thoại lên xem thì gia đình của Trần Huỳnh Duy Thức đã thông báo một cái tin rằng là Trần Huỳnh Duy Thức đã được cơ quan, những người có trách nhiệm là thông báo là Trần Huỳnh Duy Thức đã chuyển từ Nghệ An vào Thành phố Hồ Chí Minh trên một chuyến bay mang tên là VN1269 và sẽ được thả tự do ngay tại đất nước Việt Nam, tức là thả tự do ngay tại Việt Nam chứ không phải là sang Mỹ để thả tự do hay là chuyến bay thẳng sang Mỹ như một số người khác. Bởi vì cái án của Trần Huỳnh Duy Thức là án giống như chúng ta tưởng tượng là chống đối chính quyền. Bởi vì Trần Huỳnh Duy Thức có lẽ là một trong người chống đối chính quyền, hoặc là người ta quy kết như vậy, duy nhất là có thể ở lại Việt Nam được. Bởi vì trước đây rất nhiều tổ chức cũng đã muốn đưa Trần Huỳnh Duy Thức sang Mỹ để sống, nhưng mà anh Duy Thức này rất khác so với người khác. Tức là họ làm việc, Duy Thức này không phải làm việc để mà hay làm việc đó để mà được sang Mỹ hay ở sang châu Âu định cư. Bởi vì nếu anh muốn sang Mỹ hay sang châu Âu hay bên nào đó định cư ấy, thì anh đã làm từ những cái lúc mà từ ngày xưa lúc mà đang còn giàu có rồi đó. Cho nên anh từ chối tất cả những cái việc đó và có lẽ anh sẽ được trả tự do tại Việt Nam đó, trả và vẫn sống sinh sống tại Việt Nam. Trần Huỳnh Duy Thức là một người rất đặc biệt. Tôi xin trích dẫn tiểu sử cho các bác để mà các bác có thể hiểu một chút về chân dung Trần Huỳnh Duy Thức. Trần Huỳnh Duy Thức thì là một kỹ sư, một doanh nhân Việt Nam, là cựu tổng giám đốc của công ty dịch vụ điện thoại Internet OneCI, OCI, tức là One Connection International đấy.
và cũng là một nhân vật bất đồng chính kiến. Ông đã bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam và tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 1 năm 2010 và kết án là 16 năm tù với tội danh là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong tù thì ông đã từ chối đi Mỹ định cư, từ chối nhận tội để đổi lấy lệnh đặc xá và tuyệt thực nhiều lần để phản đối. Trần Huỳnh Duy Thức thì sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966 tại Sài Gòn. Năm 1990 thì ông tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 1993 thì Trần Huỳnh Duy Thức mở một cửa hàng vi tính nhỏ. Chỉ vài tháng sau thì cửa hàng của ông đã có thể tự lắp ráp những chiếc máy vi tính cá nhân đầu tiên. Dù nhỏ nhưng cửa hàng không chấp nhận làm giảm thương hiệu EIS của riêng mình, từ chối chạy theo trào lưu bằng một nhãn hiệu nước ngoài giả, cho dù khi đó thị trường Việt Nam vừa được mở cửa và rất ưa chuộng hàng ngoại nhập. Năm 1994 thì ông cùng Lê Thăng Long thành lập công ty tin học Duy Việt tại Hà Nội. Từ năm 1998 trở đi, Internet chính thức được sử dụng ở Việt Nam, tạo nên một nhu cầu truy cập Internet bùng nổ. Tuy nhiên, thời điểm đó thì các nhà cung cấp dịch vụ Internet, tức là ISP, ấy, thì vẫn còn sử dụng công nghệ truy cập analog qua đường điện thoại, nên dung lượng và tốc độ truy cập rất hạn chế, không đáp ứng được cho nhu cầu đang tăng rất nhanh. Nếu bác nào thời những năm đó thì các bác sẽ thấy rằng đi làm thêm là những cái cửa hàng Internet thì dùng những cái thẻ cào, như thẻ cào điện thoại, ấy, và kết nối thông qua một số điện thoại cố định. Và kết nối qua, ở ngày xưa sinh viên, những cái năm 2001-2002 thì tôi cũng đi làm thêm bằng cái cách là đi bán thẻ cào như vậy cho FPT Internet. Chúng ta tiếp tục nhé. Nhận thấy lỗ hổng trên thì công ty Duy Việt đã giới thiệu vào thị trường công nghệ truy cập digital mới nhất vào lúc đó, tức là công nghệ truy cập digital chứ không phải công nghệ analog, cho phép mở rộng nhanh dung lượng lẫn tốc độ truy cập nhiều lần so với công nghệ analog cũ. Nhờ vậy thì Duy Việt đã thắng thầu nhiều dự án mở rộng hạ tầng Internet trước các hãng lớn nước ngoài và tạo nên một hiện tượng mới lạ. Cho tới năm 2000 thì công ty Duy Việt chuyển đổi thành công ty cổ phần công nghệ tin học EIS với sứ mệnh tiến công mạnh mẽ vào thị trường công nghệ thông tin quốc tế, chuyển tri thức Việt Nam thành những giá trị cao trong nền kinh tế tri thức thế giới. Hai năm sau, với ba công ty con thì bao gồm One Connection Singapore, One Connection USA, và tức là một công ty Singapore, một công ty ở Mỹ, đó, tức là One Connection Singapore, One Connection USA và One Connection Việt Nam thì đã có mặt ở San Jose tại California tại Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam và Singapore. Với công nghệ hiện đại cho phép người dùng gọi điện thoại ra nước ngoài với giá rẻ, cùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn, thì One Connection đã nhanh chóng được người dùng Việt Nam đón nhận và được quảng bá rồng rộ trên các mặt báo. Tuy nhiên, vì cửa hàng Internet không đáp ứng được đủ số lượng thẻ One Connection theo nhu cầu của khách hàng, so với các thẻ điện thoại quốc tế lậu và thẻ gọi điện thoại quốc tế của FPT Telecom, nên One Connection nhanh chóng bị mất thị phần về phía FPT Telecom. So với One Connection thì FPT Telecom không sở hữu công nghệ lõi, mà bản chất chỉ là đơn vị phân phối cho các công ty điện thoại Internet ở nước ngoài thông qua việc mua lưu lượng và in thẻ. Ở thời điểm đó thì dù FPT Telecom không có được nhiều cảm tình của người dùng và được truyền thông ủng hộ như One Connection, nhưng thẻ cào của FPT Telecom vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi nhờ các kênh phân phối. Người tiêu dùng do đó đã chọn thẻ của FPT Telecom ở những nơi mà kênh phân phối của One Connection chưa xuất hiện. Là một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam và cũng nổi bật với các ý kiến phê bình cũng như là rào cản từ phía cơ quan quản lý viễn thông đối với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin công nghệ cao này. Vì vậy, ngay tại quê nhà thì One Connection Việt Nam đã không được nghênh đón. Vào tháng 3 năm 2009 thì Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định buộc One Connection Việt Nam ngừng cung cấp các dịch vụ phone to phone và xử phạt hành chính, tịch thu các máy móc thiết bị và dịch vụ này chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép. Không chấp nhận quyết định trên thì One Connection Việt Nam đã khiếu nại lên Bộ Thông tin và Truyền thông. Vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2009 thì Trần Huỳnh Duy Thức bất ngờ bị bắt với thông tin ban đầu thì là trộm cướp viễn thông.
Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau thì cả Lê Công Định, Lê Thăng Long thì đều lần lượt bị bắt và cùng với ông đều bị bắt cùng với ông và bị chính quyền cáo buộc tội là lật đổ chính quyền. Trong khi đó thì cơ quan chức năng đã không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc trộm cướp viễn thông đối với Trần Huỳnh Trí Thức sau hàng tháng lục tìm hệ thống thiết bị và sổ sách công ty. Sau đó vụ người chuyển thành là khởi tố là kinh doanh trái phép, và sau đó thì One Condition Việt Nam và AES đã bị thanh tra thuế toàn bộ quy trình hoạt động trong những năm qua của hai công ty trong 3 tháng liên tiếp với lý do là liên quan tới xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã không tìm được bằng chứng nào buộc các công ty này trốn thuế, và không lâu sau thì One Condition Việt Nam đã bị rút giấy phép và dự án mở rộng AES ra Đà Nẵng làm trung tâm hỗ trợ khách hàng toàn cầu thì đã không được cấp phép. Đây là sơ sơ những cái việc như thế này, thì xin thưa với các bác như vậy. Các bác và tôi trích dẫn từ website Wikipedia, nguồn nguồn thông tin, và có thể nói rằng là các bác tự tìm hiểu để tìm ra được rằng là có đáng tin hay đáng sợ cứ hay không. Còn tôi xin dừng lại tại đây, nhưng cũng chúc mừng Trần Huỳnh Trí Thức đã được ra tù. Đó, đã được ra tù, và như vậy cũng là một cái bước tiến mới trong cái việc mà nhân quyền tại Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.